Hồi nãy hái dừa xong rồi hái bưởi xong rồi giờ tới bầu gừng cả nhà. Không thể nào bỏ qua cái đám gừng này, cái đám gừng của bà ngoại trồng đem về Sài Gòn ăn cả nhà ơi. Tại vì nó gạp hết trơn rồi, nó già rồi, ăn được rồi. Đào ít củ thôi, là đem cảnh ăn vịt kho gừng hay là uống nước trà gừng được. Gừng tại vì Ngân thích gừng mẹ trồng, Ngân thích cái gừng này thơm lắm, cái gừng này thơm lắm, củ nhiều lắm nha cả nhà, củ dễ dễ luôn á nè. Không cái hàm chưa, nó đơm dưới đây hết trơn à. Giờ đào xong rồi đem lên phố. Có lần mẹ Ngân đào gửi cho Ngân cả ký lô luôn nè cả nhà. Ăn đâu có hết, đâu có ăn gì hết, mình chỉ giả ra rồi pha nước ấm mình uống cũng tốt nữa, mình pha về lỏng lỏng đó, coi như đôi ba bữa mình uống một lần cho nó ấm bụng, tiêu mỡ rồi. Cái này hình như là Ngân nhớ đợt rồi ông xã Ngân uống mà pha với mật ong á, uống cho nó kiểu như nó tan mỡ hay sao, lúc mà ảnh mập á, mập ảnh uống cái này nè, lúc giảm cân á cả nhà, anh uống anh giảm cân, anh nhịn ăn nhưng mà cũng hỗ trợ thêm thí dụ như những cái thuốc thực phẩm chức năng, rồi uống nước chanh không đường, rồi uống nước bưởi, rồi uống nước trà gừng, nhiều thứ đó, kết hợp nhiều thứ nữa. Anh giảm mà từ hồi lúc 97 kg mà anh giờ anh giảm còn có bảy mấy 80 kg. chiều đào gừng đem về Sài Gòn ăn, ngày mai Ngân đi. Ôi đây nè cả nhà, à dễ chưa, ôi hủi mùi gừng nó thơm ghiền luôn, ôi nó thơm đã lắm, thơm mùi đã lắm. Không lẽ giờ đào nguyên cái đám gừng này lên thành phố luôn, đem đám gừng này lên phố ngồi chợ Bà Chịu bán, bảo đảm không đắt mới sợ luôn á cả nhà. Chiều rồi chưa tắm rửa gì tôi, người Ngân nó ngao ngến hết trơn cả nhà, chưa tắm gì tôi, giờ tính đào đám gừng xong rồi vô tắm rồi. Gừng á, mình làm đất cho nó tơi xốp, mình thải gừng lên, mình phủ đất lên, thấy mẹ Ngân trồng vậy. Trồng này cả năm mấy củ nó mới bự không mà. Ừ. Phải không? Tháng 4 dắt dắt năm vậy đó. Rồi rồi mình già, mình trồng tháng mấy? Gì nó rủ gì cũng tháng 4, tháng 2, tháng 3 thì tao muốn trồng cho nào đâu mà. Rồi còn nó già có củ rồi là mình nó rụi rồi là mình trồng lại. Như nó rụi rồi mình nhổ cái này. Ừ. Nhổ lên là mới trồng lại được. Ừ, hay là mình để củ đó nó lên cái khác. Để nó lên khác nó rụi nó thành vỏ luôn. Nó rụi rồi rụi mình không trồng nó thành vỏ luôn. Thành vỏ hư luôn. Ừ. À mình phải nhổ lên. Ừ. Mình phải trồng lại. Ừ. À chứ còn để vậy là nó thành vỏ nó nát luôn. Đúng rồi. À hay ha. Ừ. Nó ăn hết đất rồi còn đâu nữa. Gì nữa. Rồi ha. Ừ. mà trồng gừng vậy cả năm mới ăn hả trời, lâu ha, vậy nó mới già củ nó mới ăn được chứ. Nó mới thơm phải không. Ừ. Nhưng mà gừng á là mình trồng sao là mình làm đất nó xốp rồi mình phủ, mình bỏ gừng vô rồi mình phủ lại rồi tự nó lên hả. Ừ. Rồi mình tưới thường không ha, để vậy thôi, tưới không tưới sao đâu. Thôi mày không quen không. Trồng gừng khỏi tưới cả nhà. À, đừng tưới, mình để cả năm vậy là tự có ăn à. Ngân nói đùa nha, chứ tòng không tưới để nó quéo nó thành vỏ, nó quéo nó khô lại thành như con khô luôn á. Phải tưới, tưới mỗi ngày không? Đôi ba bữa tưới một bữa, chứ mình tưới nhiều quá nó bị úng á. Gừng nó mới chịu nước nhiều đâu. Tới giờ tàu lao nữa đó, tầm gừng không cần tưới.
thấy ham không? Rồi khoái hưởng cái mùi gừng thấy sợ luôn á. Ở tôi nhớ tôi bán 15 kg rồi đó. Nhiêu ký? 10 ngàn ký mà bán được 15 ký được 150 hả? Trời ơi, nhiêu đây được chục ký không? Đám gừng này chắc cả chục ký á mọi người. Nhiêu đây dở lên cái chục ký á. Cái ham nó ghê luôn á. Mà nó rẻ ha. Tầm có năm trời mà bán có 10 ngàn ký tại. Dạ con không bán đâu. Con để con phơi khô để dành ăn. Gừng mà có ai mà phơi khô giống như nghệ xong rồi sai ra để dành tới rồi nêm đồ ăn không tại? Mình hơi khô mình để dành mình ngâm rượu được á chứ. Ừ. Ha. Cũng tốt chứ bộ. Rượu gừng. Ừ. Uống màu tiêu với tiêu mỡ. Ê, người ta lấy gừng người ta làm thuốc á mọi người. Gừng á, gừng mà làm nhiều vị thuốc lắm mà người ta ngâm rượu nó làm đủ thứ hết á. Tốt. Đào thêm một vài bụi nữa. Tự nhiên cái ai trồng sẵn thì mình đào xuống vậy ha. Có người trồng sẵn thì tự nhiên cái mình hái mình ăn xuống thì ghê thiệt chứ. Nè. Đào bụi luôn á chứ không ít. Đã sinh đã hái mà kiểu mà sinh rồi là hái ít cũng sinh mà nhiều cũng sinh nè. Mình hái lần hai cho đáng. Không muốn cả nhà mình đi đâu sinh á. Xin gì mình xin đại nhiều đi. Đã lỡ nói tiếng sinh rồi mình hái đại nhiều vô, bào nhiều vô. Hả? Chứ bào ít ít thì người ta cũng nói mình xin đúng không? Phải bào dữ vô. Nè hái nguyên bụi nữa nè, đó, bụi này chắc cả ký à. Đây, cả nhà. Thấy khủng không? À. Nói chứ nhiêu đây thôi, chứ hái nữa ăn hết uổng hư uổng, để đợt sau rồi về hái nữa. Nói chơi thôi. Ừ. Cái đám gừng nó vậy nè mọi người. Ừ. Chứ về ngăn đem về ví dụ như không có kho vịt kho gừng á thì những lúc mà Vinh hay là ông xã mà nhậu xỉn về á cái pha nước ấm bỏ trà vô. Cái trà mà trà bắc á rồi mình pha ra mình lấy cái nước trà ấm đó rồi mình ý là đầu tiên á mấy người xỉn người ta uống trà gừng á nó mau khỏe lắm, nghĩa là nó ấm bụng, nó không có bị lạnh bụng, nó bớt bị mắc ói á mọi người, hay lắm. À, rồi cái mình gừng cái mình giả cho dập ha, cũng vừa vừa thôi, ít thôi, cái mình chế nước sôi vô trong gừng rồi mình cho miếng trà bắc vô nữa rồi uống vậy đó, không cần đường gì hết là uống vô nó khỏe liền, nó tỉnh liền luôn á, nó đỡ mệt á, như xỉn mà. Giả rượu hay lắm. Chưa. Ra đây chơi mẹ, ra đây ngồi chụp hình cái. Khổ thiệt chứ, trời ơi. Khổ thiệt, chụp hình thôi, chụp tấm hình thôi. Sáng ăn khô quá, ăn khô quá chừng túng nó nhất á. À. Độc bị dữ sao cả nhà, khô là đồ biển hả? Sáng giờ hai mẹ con ăn khô cá thu mà kho nước cốt dừa, ngoại ăn ngon quá trớn luôn, ăn mà tao nói ăn mà lia lịa luôn mà không kịp ngừng luôn. Giờ nhất rồi, nó độc lắm mà, đồ biển á, nó nhất ghe chạy là ghê chứ, chiếc ghe trước bến á, không biết chiếc ghe bay lớn mà chạy là làng không biết cái lỗ tai luôn vậy. Nãy giờ quay túng cái chợ vịt không thấy bà ngoại luôn.
Đấy, đổi cho mày ăn đây hả? Đó. Kêu bà ngoại ra chụp tấm hình rồi bà ngoại đi vô. Chứ để ngồi vậy mỏi chân. Thấy sao cả nhà? Nhiều khi có một mình Ngân ngồi cái trò hỏ vậy nè, làm ảnh thumbnail á, thấy có một mình nó không có sinh động cái clip. Thiệt luôn á, chứ bà ngoại ra chụp tấm hình rồi bà ngoại đi vô à, chứ cô không có làm gì trơn á. Đào gừng thì Ngân đào rồi. Thơm nha. Cái lá gừng thổi nó ghiền luôn á. Cái lá gừng này nè. Còn gừng mà ở chợ đó bán gừng cũ nào cũng thấy bự bự không có thơm. Gừng mình là gừng chánh tông, gừng hồi xưa nè. Nè cả nhà, không? Rồi ơi, thấy ham luôn á trời. Gừng này gừng hồi xưa. Gừng này là gừng của mình. Còn gừng ở ngoài chợ là thấy cái gừng mà bự bự nó no mọng mọng nước mà nó không có thơm. Ăn nó không cay luôn á cả nhà. Cái gánh nào nó lấy bự mà nó không có thơm. Nha, đúng rồi, cái gừng nó không có thơm, còn này nó thơm được nồng. Thơm, không lẽ giờ Ngân ôm cái bụi gừng mà Ngân ngửi hoài á. Thơm gừng mà gừng là mứt à. Đúng rồi. Nó ghiền luôn á mọi người. Thấy không? Rồi hồi. Thơm thế luôn. Cái lá nó cũng thơm. Thiệt luôn á. Nè. Rồi. Thơm lắm luôn á. Ta kiếm gừng này này. Cô Bảy cô ưa mua gừng này lắm. Bà Ba hồi đó bà kêu mua kiếm gì làm gì ta. Làm thuốc hả? Ừ, làm thuốc. Mua lần 5-6 kg không biết làm gì mà không có cái nói tao quên. Nghĩa hả? Ừ. Gừng này gừng mình là nó. Ý có bông nữa nè mà. Bông chứ. Mình nào giờ có đâu có để ý có bông gừng đâu. Bông trắng tươi. Sao nó vàng vàng nè, chắc nó khô hả? Nó già nó khô nè, cả nhà nó hơi vàng. Vậy hả? Con không để ý bông gừng, nó tưởng đâu nó không có bông. Bông gừng đẹp lắm. Vậy hả? Giống như bông quệ không? Nó tàn rồi đó, nó hết rồi đó. Bông lên đẹp lắm đi, cái bông gừng á. Chặt cái này bỏ đi, cái sách nó để đây nè, chặt nó ấy, sách nó bị nó cồng kềnh á. Rồi rồi, thấy ham hết sức không nè. Mẹ nhìn vô camera cười cái nha, con làm ảnh thumbnail cái nha, nó bự như cái củ khoai từ vậy á ha. Trời ơi nè, ok rồi xong. Ngoài ra làm diễn viên diễn chút chụp hình vậy thôi à. Các bạn cả nhà nha, cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha. Buổi chiều hai mẹ con ra hái gừng chứ cũng không có làm gì. Quay chúc cả nhà xem, cho cả nhà xem cho vui nha. Ngày mai Ngân đi Sài Gòn rồi, bye bye cả nhà. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Ngân nha. Để nguyên ánh vậy luôn phải không? Để vậy luôn đi. Không, đăng chút con cắt bớt nữa. Cắt vô đây cho nó đỡ đưa chìa. Chặt bớt để vậy nó tươi. Về quê là phải quay đậu bún cho bé Xu nó coi. Căn dặn mẹ là phải nhớ quay đậu bún cho con. Nhưng mà nó thấy con nó nhát quá trời luôn mà. Nó trốn mất tiêu, thấy cái mặt nó đó. Nó lông mất rượt à. Ăn đủ sức á. Nó nghỉ đẻ à cả nhà. Ngưng mấy tháng. Hồi đó nó đẻ quá trời mỗi ngày luôn mà hết trứng. Em mà chị trốn trong cái bụi cây không mà quay được khỉ. Nó thắng dễ thương ghê à. Như con ngỗng vậy. Nó thắng bốc à. Cục vàng của bé Xu đó. Nó không có ôm lên Sài Gòn nuôi được, chứ nếu mình trên Sài Gòn có chỗ nuôi chắc bà cũng ôm lên lắm. Thấy thương sao. Gái cục vàng đi dấu đậu bắp ơi, ý đậu bún ơi, vợ của con đậu bắp á, mà đậu bắp nó bỏ đi rồi, chắc là nó đi kiếm gái rồi cả nhà ơi. Chứ nó cũng quậy lắm, nó đá dữ lắm luôn, nó không giữ nữa, mẹ Ngân sợ với nó cả nhà. Thôi giờ nó đi đâu thì mình cũng không biết, mình cũng đâu có kiếm được đâu. Mà Xu nó khóc trời ơi, nó thương, nuôi hồi nhỏ tới lớn luôn mà. Con này thì mua sao, còn con đậu mua bắp á là nuôi từ hồi nhỏ. Ý là Xu nó không có nuôi, bà ngoại nuôi, nhưng mà nó mua lúc mà còn nhỏ xíu á, thì nó cưng, nó thương hơn là con đậu bún này luôn á. Còn con nó lớn, con nó bự, con nó không giữ lắm. Có lần Ngân quay cái clip hồi năm rồi đó, đá Ngân luôn á cả nhà. Nó đá chạch luôn á, nó có mọng luôn á. Con vịt xem cỡ 4 kg luôn á mọi người, hơn 4 kg không biết nữa. Mà nó bự, nó lớn con hơn con này nhiều.